Ở tập trước, năm siêu tân tinh đã hợp lực tung những chiêu thức cực mạnh đến Kaido, nhưng hắn ta lại không hề hấn gì, ngược lại còn biến thành hình dạng rồng khổng lồ. Đòn phản công của Big Mom cũng khiến cả team một phen khốn đốn, duy chỉ có Luffy là không chút hề hấn nào. Quên rồi sao, năng lực cao su của cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sấm sét. Chắc hồi nhỏ mẹ lớn chưa học qua môn vật lý nè. Luffy xông qua luồng nhiệt tức nộ của Kaido và bắt đầu tấn công. Tập 1018, Tứ Hoàng đối đầu với thế hệ mới. Bằng chiêu thức tuyệt kỹ Hầu Vương loạn đả, Luffy đấm liên hồi vào lớp giáp của hắn. Liệu có còn một con đường nào dành cho Tứ Hoàng khi Luffy mang haki của một nhân vật chính? Sự bền bỉ cùng chiến khí của cậu khiến tất cả phải giữ người, còn Kaido thiếu điều muốn đi đấm bóp rác hơi lần cuối trong đời. Hắn không có chút động tác phản kháng, càng khiến Lù được dịp làm tới. Luffy co tay lại, đấm vào cái má đầy mỡ của Kaido phát cuối cùng khiến mắt hắn trở nên trắng dã, bất tỉnh rơi xuống mặt đất tạo thành chấn động lớn, cắt ngang hàng loạt các trận đánh bên dưới tòa thành. Không ai tin được một tứ hoàng như Kaido lại bị triệt hạ một cách dễ dàng đến thế. Mà lúc này Luffy cũng dường như bị kiệt sức, như quả bóng bì xì hơi. Theo dự đoán của Law, cậu ta sẽ không thể sử dụng Haki trong vòng 10 phút nữa. Bất kỳ loại hack game nào cũng có rủi ro nhất định, nhưng đây là thời cơ tốt để chốt hạ Kaido. Có vẻ như họ đã bỏ quên một nhân tố mạnh mẽ không kém, chính là Big Mom. Mẹ lớn quyết truy đuổi Luffy cho bằng được, Zoro phải nỗ lực hết mức để cứu thuyền trưởng khỏi hỏa kiếm của mụ ta. Law lao tới kích điện vào tim ngăn chặn, còn bộ đôi kim loại thừa dịp ăn hôi chạy tới chỗ Kaido. Ai dè sự náo loạn khiến hắn nhanh chóng thức tỉnh, một cú vươn mình của loài động vật mạnh nhất thế giới. Chiêu thức mới nhất của Kaido, cùng phong nổi lên như vũ bão, từng trận lốc xoáy cuốn phong mọi thứ. Zoro và Luffy vừa tránh khỏi Big Mom, đã bị hút vào tâm bão. Anh Zoro bất lực nhìn đồng đội của mình bị Kaido nuốt chửng. Chịu thua không phải cách làm của Zoro, luồng Haki từ thanh kiếm Enma thức tỉnh thành loài rồng tím dũng mãnh, khiến Zoro như ảo giác trông thấy Oden. Còn chưa kịp trầm trồ, tuyệt kỹ tam kiếm phái xuyên qua lớp vảy vững chắc của Kaido, xoẹt thêm một đường máu, Luffy được nhả ra. Lúc này hắn mới nhận ra, thanh kiếm kỳ lạ kia của Zoro là được truyền lại từ Oden. Kaido điên cuồng phóng lên không trung, lốc xoáy bao phủ lấy cơ thể hắn, từng nhát chém vô hình dường như cắt đứt mọi vật thể. Nhưng nó vẫn không là gì với năm người trong thế hệ tồi tệ nhất, xem Zoro vừa ôm Luffy vẫn né được một cách ngon lành kìa. Bên dưới tòa thành, những trận quyết chiến vẫn diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Ở một căn phòng nọ, xen giữa trung tâm của trận chiến, những con người thuộc cơ quan tình báo mạnh nhất thế giới vẫn ngồi điềm tĩnh nhâm nhi rượu và thức ăn. Cứ như họ đang xem Full HD bộ phim trả thù của những thế lực tưởng chừng đã biến mất vào 20 năm trước, đồng thời là cuộc đại chiến giữa Tứ Hoàng và năm siêu tân tinh. Từ khi Luffy đánh bại Doflamingo ở Zetsuza, đây đã là chuyện không thể tránh khỏi. Một khi hai Tứ Hoàng bị đánh bại, cán cân thế giới sẽ lập tức thay đổi, nhưng theo chiều hướng nào thì vẫn chưa ai biết được. Sự áp đảo về mặt quân số không khiến cho các Samurai chùn bước, băng bách thú chỉ mới có số lượng thương vong khoảng 1/10. Dù vậy, kế hoạch tấn công trước nhoáng của phe Liên Minh đúng là sự lựa chọn sáng suốt. Hơn thế nữa, họ còn có đủ sức mạnh để ngăn chặn các thủ lĩnh mạnh của băng bách thú. Có hơi rõ ràng rằng bên nào sẽ chiến thắng, nhưng trận chiến sẽ chưa ngã ngũ nếu như thủ lĩnh một bên chưa bị đánh bại. Cứ tiếp tục nghiến nát lẫn nhau thì chính phủ mới là người có lợi nhất. Trở về với trận đánh chính, hình dạng mới nửa người nửa thú của Kaido dần lộ diện, còn Luffy mệt mỏi đứng dậy. Vì ăn hành nhiều tập, ngược lại hắn còn cảm thấy thú vị khi mình vẫn còn sống. Tập 1019, kế hoạch bí mật của Otama. Tại một tầng lầu, thủ lĩnh cấp Headliner Speed xuất hiện với chiếc bánh Danbo của Otama trong tay, dụ dỗ đám Gitter rằng đó là phát minh mới của Queen. Chỉ cần ăn nó vào, họ sẽ có thể cải thiện sức mạnh và tăng cường cơ bắp lên mức tối đa. Ban đầu chúng có vẻ ngờ ngợ trước công hiệu diệu kỳ của chiếc bánh, cho đến khi một sự việc diễn ra. Tên người khỉ từng bị Luffy đánh bại thèm khát chiếc bánh đó để trả thù, ai dè rơi vào bẫy của Speed. Hắn ta ăn vào, vì sợ hành động của mình khiến đám thuộc hạ nghĩ phát minh của Queen là thất bại, bèn đứng dậy làm trò như khỉ trong rạp xiếc. Quay trở lại thời gian trước, Otama buồn bã khi không thể cùng đến hòn đảo quỷ để chiến đấu cùng mọi người. Cô bé dũng cảm đề nghị Queen bằng mọi cách đưa mình đến đó. Thực chất một vài tên Gitter trước kia như Dai Fugo và người Linh Dương cũng đã bị thuần hóa dưới năng lực trái ác quỷ của Otama. Đây mới gọi là con nhỏ mà có võ này, quân át chủ bài của phe Liên Minh chứ còn đâu. Tất nhiên là kế hoạch của Otama có liên quan đến năng lực thuần hóa. Khi đối đầu với một băng toàn nửa người nửa thú, thì càng nhiều bánh Danbo, càng có thêm đồng minh để chiến đấu. Mãi cho đến tận khuya, Otama trực chờ gục xuống vì đuối sức, con bé vẫn không muốn bỏ cuộc. Vì bản thân quá nhỏ con, đây là cách duy nhất để giúp đỡ mọi người. Momonosuke rồi sẽ trở thành tướng quân mới của Wano,
còn Luffy từng hứa sẽ biến nơi này thành nơi tự do ăn uống. Đánh đuổi Orochi và Kaido, phục hồi vương quốc chính là nhiệm vụ của từng con dân Wano. Ý chí kiên cường của con bé thật khiến người ta nể phục. Đó là một bước tiến lớn cho phe liên minh, khi với năng lực và tình báo của mình, Dai Fugo và người Linh Dương nhanh chóng lan tràn bánh Danbo trên khắp chiến trường, khiến các Samurai đứng hình mất ngàn giây vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, còn quân lính dần bị thuần hóa. Thằng người hư cao cổ này đang nổi điên vì vẫn chưa kiếm được đối thủ nào. Usopp đã kịp thời bắn bánh vào miệng buộc hắn không còn gái nữa, dễ dàng bắt tay với Otama. Con bé thật sự đang làm rất tốt. Tại sảnh chính, Queen vẫn giữ nhiệm vụ ham dọa và cổ động cho đám thuộc hạ là chính. Có Abu và hai trong nhóm ninja của Orochi dẫn đầu, đám quỷ băng bắt đầu trận quyết chiến thứ hai. Bọn chúng kéo đến ngày càng đông, ngũ đại thủ lĩnh Samurai dần rơi vào thế bí, thì ít giác đã thay đổi thế cục, khiến bọn chúng chết không có chỗ chôn. Tình hình ngày một xấu hơn, khi thể lực cơ thể không còn, thì ngay cả ngọn lửa giữ ấm cũng không có tác dụng nữa. Một người biến thành quỷ băng, lao vào người lão Hio. Về phía trận chiến giữa một người máy và khủng long ba sừng, Funky túm sừng của Sasaki ném vào phá vỡ bức tường, rồi tiếp tục hất tung hắn như một quả bóng. Đám người này bắt đầu chơi dơ, lấy thịt đè người túm chặt cơ thể giáp sắt của Funky lại, chờ màn húc đầu của Sasaki. Đúng lúc này, nhóm Nami chạy tới. Còn tưởng mình được giúp, Funky sững sờ chứng kiến nhóm bọn họ còn đang bị hàng tá kẻ địch đuổi theo. Mà thôi, diễn kịch như vậy đủ rồi hai bạn ơi. Thực ra đám người đó đều đã bị Otama thuần hóa và đổi phe, Funky né được đòn kịp thời. Sasaki thấy chị em Bay Quan cũng đang đuổi theo bọn chúng. Yuti dùng chiêu húc đầu công tấn công Nami, liền bị sấm sét giật đến té ngã. Còn đám thuộc hạ của Sasaki cùng dính phải bùa ngải mà trở thành thú cưng của Otama, khiến Sasaki ngơ ngác tới bật ngửa. Nhân cơ hội đó, Funky đấm hắn một phát từ bên cạnh, rồi dùng thanh kiếm phát sáng, chém hắn hai nhát. Xem ra kế hoạch lần này của Otama đã thành công rực rỡ. Tập 1020, tiếng hét của Sanchi. Tên của tập phim đủ để hiểu nội dung tập trung chính của chúng ta là vào anh ba Sanchi rồi, hay nói chính xác hơn là quá trình bị ngược đãi một cách thỏa mãn của Sanchi. Các bạn đã từng thấy trận đá banh nào kịch tính và kỳ lạ như vậy chưa? Đám người này còn kết thúc bằng một màn liên hoàn cước đến bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Sanchi đã bị treo lên mạng nghiện đối diện với Black Maria. Bà ta hiểu rõ điểm yếu của Sanchi là gì, anh chàng thà chết chứ cũng không làm tổn thương phụ nữ. Dặn buộc rơi vào thế khó, buộc phải lựa chọn giữa việc không chiến đấu và bị hành hạ đến chết so với việc dụ Robin đến đây theo ý của bọn chúng, cũng tức là phản bội lại đồng đội của mình. Bằng năng lực từ đám quái nhân có mặt nạ giấy, giọng nói của Sanchi sẽ được phát khắp lâu đài. Nếu bắt được Robin, bọn chúng chắc chắn sẽ khiến cô ấy sống không bằng chết cho đến khi giải mã thành công các phiến đá Poneglyph. Cùng lúc đó, Hoang Bao phát hiện nhóm 9 bao kiếm đỏ đã biến mất, bèn ra lệnh cho thuộc hạ truy lùng khắp nơi. Còn Marco đang có trận chiến một mất một còn với King. Có ai thắc mắc màn trả thù của Kanda và Kazos diễn ra như thế nào không? Cùng mình xem tiếp nhé! Trong lúc không chú ý, cả hai đã bị lớp kẹo của Bezos chiếm sóng, dần bao phủ khắp cơ thể và xuyên vào nội tạng. Chỉ trong ít phút nữa thôi, họ sẽ bị đông cứng thành những pho tượng kẹo và làm miếng mồi ngon của hắn. Từ đầu, tộc Min đã là những kẻ vô cùng phiền phức. Bezos hy sinh, còn muốn kéo theo Bezos cùng chết, nhưng hắn ta chỉ bị mất một cánh tay. Nghe người đồng đội của mình bị sỉ nhục, cơn thịnh nộ của Kazos bộc phát thành dòng điện sấm sét làm tan chảy lớp kẹo. Rồi cô nàng xông qua giải cứu Kanda, tiếp đến là cào vào cánh tay giả của Bezos. Hắn nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Trông thấy mặt trăng dần khuất dạng sau làn mây, Kanda nhảy lên cao và bị Bezos bắt giữ, đống đinh sắt tán loạn rơi xuống người. Về phía sảnh chính, Hoang Bao đã tìm ra vị trí của nhóm 9 bao kiếm đỏ, liền báo cáo với King. Nhiệm vụ tiếp tục được truyền xuống cho Black Maria, người đang ở vị trí gần nhất. Điều khó hiểu là bên trong là tới 10 người, vì quá tối nên không thể nhìn rõ là ai. Chopper đã tìm ra thuốc giải, việc cần làm là nhân cấp thuốc lên cho tất cả đều được cứu. Lão Hio dần biến thành quỷ băng nhưng ông vẫn chưa chịu bỏ cuộc, biến cơ thể thành hình dạng mạnh mẽ nhất, quyết chiến tới giây phút cuối cùng. Nào nào, đi xem tình hình của Sanchi thôi. Black Maria đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa Robin vào trong, từ tơ nhện cứng được răng khắp mọi lối vào, cho đến đám thuộc hạ núp sẵn để bắn thuốc gây mê. Bà ta không còn thời gian để đùa giỡn nữa, liền lấy ra đôi găng tay cứng còn hơn sắt thép, điện liên tục vào mặt Sanchi. Anh chàng nhớ tới lần đầu tiên gặp Robin khi cô nàng đề nghị lên tàu, lần tuyệt vọng ở nơi hành quyết và nụ cười mỗi khi Robin ăn thức ăn từ Sanchi. Mặc cho bản thân bị đánh đập tàn nhẫn, ước vọng của Sanchi vẫn là được nhìn thấy nụ cười của Robin một lần nữa. Trong sự bất ngờ của mọi người, tiếng hét cầu cứu của Sanchi vang vọng khắp chiến trường.
Người không biết còn tưởng là một thằng đàn ông thảm hại phải cầu cứu phụ nữ. Chỉ có các thành viên biết rõ đối thủ lần này của anh sạn nhà ta nhất định là một người phụ nữ. Vừa hay, còn khiến Usopp chú ý đến một con mèo có mặt nạ mắt đang phát ra âm thanh. Có ai đó triệt hạ đám người kia trong vòng một nốt nhạc, Black Magia càng không muốn dừng lại cho hành hạ Sanchi. Ngay khi anh không còn chống đỡ được nữa, thì một cánh tay khổng lồ đã cho Black Magia một bạt tai. Chị đại Robin đã tới và sẽ cho ả ta biết thế nào là lễ độ. Cảm giác của các bạn thế nào trước màn và mặt tiểu tam một cách đầy oai hùng của Robin? Bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Và nếu mọi người cũng đang tò mò về các trận chiến căng thẳng sắp tới, thì đừng quên cho chúng mình một like, đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!